Ưng Hoàng Phúc. Phạm Quỳnh Anh. Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện xưa chưa kể của kênh 14. Phạm Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc từng là một cặp đôi nổi tiếng của những năm 2000, kể từ sản phẩm song ca đầu tiên là Nếu Ta Còn Yêu Nhau. Thì anh chị có thể chia sẻ một chút về cái mối duyên gặp gỡ lần đầu tiên của mình trong âm nhạc như thế nào không? Nếu mà nói về mối lương duyên lần đầu tiên gặp nhau thì chắc có lẽ là xin nhắc lại hai nhóm nhạc mà thời điểm đó là một nhóm là từ ngoài Bắc và một nhóm là từ trong Nam, và được gặp nhau tại một cái chương trình rất là lớn, thì đó là nhóm Sắc Màu và nhóm 1088. Thì khi hai nhóm nhạc được gặp nhau thì trong đó có những người bạn trò chuyện với nhau, thì tình cờ có thể là cái mối lương duyên, gọi là duyên mà, thì không biết sao là Phúc lại nói chuyện với, bắt chuyện và nói chuyện với Quỳnh Anh rất là nhiều hơn trong nhóm, và Quỳnh Anh cũng vậy. Thì sau đó được gọi là hai người nói chuyện với nhau thì cảm thấy là có những cái gì đó nó đồng cảm và làm bạn, và xong rồi sau đó là dần dần dẫn tới cái mối quan hệ tình cảm giữa hai anh em 17 năm cho tới bây giờ. Lưu ý là tình cảm giữa hai anh em nhé, không hề có cái gì gọi là đi quá giới hạn, bởi vì thực sự rất trong sáng. Đúng nghĩa là một cái tình bạn mà cho đến bây giờ của anh vẫn tin rằng là ở trên đời này không có cứ phải là một nam một nữ mà rap với nhau thì sẽ thành một cái mối quan hệ tình yêu, đúng không anh? Ví dụ như em và anh đi, thì thật ra nếu mà nói là cái sự cảm mến thì là có, bởi vì ở trong nhóm thì Quỳnh Anh thì toàn là những cô gái ở ngoài Bắc vào, mà hồi đấy nghe 1088 thì rất là nổi tiếng, mà toàn những cái anh rất là đẹp trai. Thì Quỳnh Anh nhớ như in là hôm ấy ở sân khấu Lan Anh trong chương trình live show của Nguyễn Phi Hùng, hai nhóm diễn với nhau, thì anh Phúc hồi xưa cũng lạnh lùng lắm, cũng thuộc dạng là hot boy mà đẹp trai nhất nhóm, Út Phúc coi như là anh là nhỏ nhất, đúng không? Thì cũng nhìn thấy anh lúc nào anh cũng ngồi một chỗ, xong anh nhìn thấy mấy cô Sắc Màu cái là anh cũng nhìn qua nhìn lại, xong tự dưng mình cũng bảo ôi trời ơi, sao mình nghĩ bụng thôi, cũng đẹp trai, nói chung là cũng có sự cảm mến. Nhưng mà sau đấy thì khi mà hai nhóm có hẹn nhau để có một buổi cà phê giao lưu nhớ thì còn có cô dẫn đi nữa mà, đó cô là mẹ của bạn Mai ở trong nhóm, Mai Phương xe, xong rồi từ lúc đấy thì anh Phúc và Quỳnh Anh nói chuyện nhiều hơn, giống như là những người bạn. Và anh Phúc có một cái chương trình diễn ở ngoài Hà Nội, trong một cái chương trình tại triển lãm Giảng Võ, thì khi ấy Quỳnh Anh cũng đến sân khấu, để giống như là anh ở Sài Gòn ra thì mình đến để mình thăm thôi. Thì lúc đó lại gặp cả Quang Huy ở đấy nữa. Và cái ngày đấy là cái ngày mà cũng là một cái ngày mà đánh dấu cái sự quen biết, gặp gỡ giữa Quỳnh Anh và anh Huy. Thì cuối cùng là giữa Quỳnh Anh và anh Phúc mình hoàn toàn chỉ có một cái tình cảm rất là anh em trong sáng, và kéo dài tận bây giờ, nó được gọi là tri kỷ chứ không phải tình yêu. Cái ấn tượng của ông Phúc về Phạm Quỳnh Anh thì như thế nào? Mình có kiểu mà cảm mến hay là say nắng gì về Quỳnh Anh năm 17 tuổi? Lúc đó thì trong nhóm Sắc Màu đó, thật sự mà nói là mình nhìn thấy một cái gương mặt, gọi là một cái cô bé bé gầy gầy mà mặt thì tròn tròn xinh xinh. Mình cũng lúc đó thì ấn tượng ở Quỳnh Anh là khi cô ấy hát chung với nhóm cái bài Baby One More Time, thì cũng phải One More Time. Thì mình ấn tượng là rất là đặc biệt đó, cô này nhỏ nhỏ mà mặt, phải nói là cái gương mặt đó nha, mình nói là giờ rất là gọi là người Bắc á, nhìn vào là biết là gương mặt này là gương mặt của cái cô này, cô gái xinh Bắc xinh à? Cô gái Bắc. Thì mình ấn tượng vậy thôi. Thì sau đó thì mình cũng nói chuyện với nhiều bạn trong nhóm nữa, chứ không phải riêng gì về Quỳnh Anh không. Nhưng mà khi mà bắt đầu mà ra ngoài Hà Nội đó thì không có liên lạc được với những người bạn kia, thì mình chỉ có giữ liên lạc được với lại Quỳnh Anh thôi, thì mới gặp gỡ Quỳnh Anh. Và trong một cái cũng chương trình tình cờ Phúc ra ngoài đó diễn, và ngay cái lần đó luôn rồi thì bắt đầu có một cái sự định mệnh giữa Quỳnh Anh và anh Huy. Thì sau đó mới được gọi là giao lưu với nhau nhiều hơn, và bởi vì cái cảm tình của hai người kia đó thì mình lại được tiếp xúc nhiều hơn nữa. Thì từ đó anh em mới gọi là có cái lương duyên để làm việc chung với nhau, rồi nói chuyện nhiều hơn và giao lưu nhiều hơn. Rồi Phúc cũng được qua
chơi ở bên nhà của Quỳnh Anh, rồi gặp gỡ ba mẹ của Quỳnh Anh, rồi anh chị của Quỳnh Anh, rồi từ đó nó có một cái tình cảm gì đó nó khăng khít hơn. Tình thân, giống như là một sự, một cái mối quan hệ tình thân. Còn anh Phúc thì thật sự là nếu mà chương trình có thể lục lại một cái tư liệu nào đấy về hình ảnh của nhóm 088 ngày xưa, sẽ thấy được rằng là hồi đấy anh Phúc đẹp trai nhất nhóm, nhìn rất là baby, rất là người ta gọi là hot boy. Cảm ơn. Rất là, ôi em nói thật, em không có định anh làm gì hết. Đằng nào giờ anh cũng vợ con để huề, em không định. Mà có cái bề ngoài lạnh lùng, rồi xong thì ở trong nhóm thì có vẻ nhỏ con. Mặc dù anh Điền Thái Toàn là nhỏ hơn anh nữa đúng không, nhưng mà cũng anh cũng là nhỏ con trong nhóm. Và của anh bị ấn tượng bởi cái bài Anh Nhớ Em Nhiều của nhóm 088, hồi đấy rất là thích bài đó. Và nhóm 088 hồi đó thực sự là rất là nổi tiếng. Gần như cô gái nào ở Việt Nam mà biết đến nhóm cũng yêu thích hết. Mà có thể anh cũng là cái người được nhiều, có nhiều fan nữ nhất. Đúng rồi. Thì nói chung là đến bây giờ nhìn lại mới thấy được rằng là đúng là cái sự nhân duyên ấy nhỉ. Nó không cần thiết phải là gắn một mối quan hệ thành một cái gì nó khăng khít hơn, mà nó cứ như vậy kéo dài cho đến tận mười mấy năm sau. Hôm nay cái lúc mà mình ấn tượng với anh Phúc những lần đầu tiên như vậy, chị không có kiểu giống như là có tình cảm như là những cô gái bình thường, ví dụ như là mình có thể nghĩ tới cái chuyện mình thổ lộ tình cảm với anh này hay là như thế nào khác hơn? Vậy nên nói từ đầu rằng là nói về sự cảm mến thì chắc chắn là có. Hồi đấy mình còn rất là nhỏ nữa, mình nhìn thấy mấy anh mà ca sĩ nổi tiếng mà hát hay, nhảy đẹp, rồi còn có cái vẻ ngoài rất là điển trai, thì của anh cũng có sự cảm mến. Nhưng mà thực sự thì giống như là giữa của anh và anh Phúc, của anh nghĩ rằng là có một cái duyên để trở thành bạn bè với nhau, trở thành những cái người bạn sau này là tri kỷ với nhau. Còn về tình cảm thì nó chưa đến đâu hết, không đến nơi đến chốn. Cả hai người cũng không có thời gian để gọi là tìm hiểu và đi sâu hơn về tình cảm. Cho nên là đó cũng là một cái sự may mắn của anh, nghĩ rằng là nếu ngày xưa mà dẫn đến một cái mức độ tình cảm sâu sắc hơn thì chưa chắc đã có cái sự gắn bó bền chặt đến bây giờ được. Có thể là đến bây giờ là con sẽ không nhìn mặt nhau nữa. Đúng không? Cái sản phẩm âm nhạc kết hợp đầu tiên của Ân Phúc và Phạm Quỳnh Anh là ca khúc Nếu Ta Còn Yêu Nhau, thì cái cơ duyên nào mà dẫn đến cái dự án song ca này của cả hai? Cơ duyên thì lúc đó là Quỳnh Anh đã bắt đầu vào trong Nam Tiến Nam Tiến đó, để phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình, thì vào chung công ty. Và lúc đó là bắt đầu những cái bài hát của Phúc thì ra album đầu tiên và rất là hit rồi. Thì song song đó mới bắt đầu công ty mới làm tiếp những cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Thì khi mà Quỳnh Anh vừa vào thì có thêm một nhân tố nữ nữa, thì chắc chắn là Phúc với lại nhân tố nữ này phải kết hợp với nhau để có những cái sản phẩm âm nhạc chung. Thì từ lúc đó mới bắt đầu là bài Nếu Ta Còn Yêu Nhau được cho ra đời, mà là một bài hát song ca. Nhưng mà lúc đầu thì bài này thấy là một bài hát đơn, nhưng mà khi anh Huy chọn để làm song ca thì không ngờ nó trở thành một bài hát song ca quá là hit ở tại thời điểm đó. Mà thực sự thì cô ấy nghĩ rằng là đấy là một bản nhạc hoa và được anh Huy viết lời lại. Thì trước đó ở bên hải ngoại cũng đã có một nam nghệ sĩ là Nguyễn Thắng đã hát một cái bài là nhạc hoa như thế, nhưng mà với một cái bản lời khác, thì cũng đã được rất là yêu thích rồi. Và khi của anh về anh Phúc mà thực hiện cái MV này á, thì thực sự là hồi xưa bây giờ mình xem lại thì mình thấy nó có vẻ là quen thuộc quá và đã gần như là cũng khá cũ rồi. Nhưng mà hồi xưa trong cái khoảng thời gian đấy thì gần như tất cả những cái gì mà thuộc về anh Phúc á, nó rất là độc chiêu. Ví dụ như là nói là qua MV thì phải sẽ có một cái bối cảnh mà một cái location nào đấy mà nhìn nó rất là ở ngoài trời hay cái gì đó. Nhưng mà thực sự là anh Huy nghĩ là hai người này đến tập nhạc xong rồi cãi nhau ngay tại sân khấu luôn, thì đấy là một cái concept, một cái nội dung nó vô cùng khác lạ. Thêm nữa là anh Phúc ở đây cũng vẫn rất là hot boy, vẫn rất đẹp trai. Chỉ có điều Quỳnh Anh thực sự bây giờ bảo cho xem lại cái MV đấy, Quỳnh không có dám xem. Có những người bạn họ lâu lâu họ cũng vẫn gửi lại những cái màn hình mà họ xem lại MV. Thôi đừng có bật được không? Thì bây giờ mình xem lại MV một lần nữa để mình thôi. Ôm lại những kỷ niệm ngày xưa. Thực sự là Quỳnh cảm thấy không dám xem, mà không biết là mình cũng thắc mắc tại sao mà đạo diễn Quang Huy lúc đấy quay nhưng mà thấy được cái biểu cảm của mình nó dữ dội như vậy, nó bị quá, nó bị nhập tâm quá mức. Không, mà thậm chí là mái tóc thì nó cũng không được đẹp, rồi quần áo trang phục mà nhìn giờ xếp lại thật không, sự bây giờ không thì em thấy đâu. Vậy thôi chứ lúc đó là đẹp lắm rồi đó. Nhưng lúc mà... đó nhóm của em là hát nhạc tiếng Anh nè, hát nhạc nước ngoài nè, tức là cũng update về gì đó âm nhạc của thế giới, rồi phong cách cũng
gần như là lên sân khấu cũng nhảy cũng rất là giống âm nhạc thế giới, và lúc đó là update rồi. Bây nhưng giờ tại mình nhìn lại mình thấy vậy thôi. Nếu mà em là đạo diễn của MV này á, khi mà Thuận đừng bật đồ thì em sẽ cắt, bởi vì thực sự cô gái này cô bị diễn lố quá anh à. Nhưng mà cái lố đó người ta mới để ý đó, để ý hai người này tại sao đưa lên sân khấu tập nhạc thôi mà cũng thành một cái câu chuyện gây gỗ nhau thành một bài hát. Đây là sân khấu nhóm các bạn trẻ à anh? Hay là chương trình gì anh nhớ không? Lâu lắm anh cũng không nhớ. Em nhớ nó là hình như là nhóm ca bạn trẻ đó. Hình như là như nhưng vậy. Nhưng cái kịch bản MV này là mình quay ngẫu hứng, là lúc đó là một buổi tập này, là chỉ là quay luôn để làm shoot MV hay là nó là một kịch bản? No no, tức là một, tập, một chương trình một đấy. Chương trình một đó. Chương trình ca nhạc. Chương trình ca nhạc là của rất là đông nghệ sĩ. Nhưng để mà cái buổi tập buổi chiều này thôi. Hình như nhóm ca bạn trẻ thì các anh đúng vậy, đúng vậy. Xong rồi anh Huy anh mới cầm sách máy đến để anh ấy quay anh luôn một cái MV. Anh nghĩ ý tưởng là quay luôn. Cái kịch bản ý tưởng là nó phát sinh ra từ tại sân khấu. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ không phải là mình dựng sân khấu lên để quay MV thì không phải. À, anh guitar đó anh nhớ không? Ở trong đoàn Sao Đêm. Mà cô gái này như là fan của anh hay gì ấy hả? Cũng vào MV luôn mà thấy. Anh nhớ 1/8. Ôi giời ơi ghê quá. Ui. Nhưng mà lúc đó như vậy là tay lắm rồi đó. Tóc đúng rồi, giờ nhìn lại hình ảnh em mới nhớ là tóc sư tử. Kiểu sư tử đó nha, lúc đó tay lắm. À, cái ý đồ đạo diễn là bắt ghen. À, đúng rồi. Nhưng mà em nhớ hình như ban nhạc này không phải là buổi tối hôm đấy không phải đánh cho chương trình này mà cũng thuê mấy người đến để giúp mình coi như là quay đó, đứng diễn để quay cho mình á. Đấy, không được giải thích, không muốn nghe gì hết phải không? Lúc này hai anh chị khi mà quay có bị gượng về kịch bản mà bắt phải bắt diễn cả không nhau. Luôn ý, tức là không có một cái cảm giác ngượng ngùng gì mà bị thật sự nhập tâm thật sự luôn á. Ê anh ơi, ôi mặt kia thôi tóc sư tử, tóc sư tử thấy chứ anh cũng nhập tâm lắm chứ bộ. Nhìn anh xưa bây giờ không khác lắm nha. Không ạ, hồi xưa đẹp trai hơn nhiều. Ôi mặt kia, ui anh thấy bình thường mà của nó không chắc à. tại giờ do mình á, do tự em cảm nhận như vậy, thấy không, lúc trẻ lúc nhỏ như vậy anh thấy bình thường mà. Cái MV này mình quay có mất nhiều thời gian quá để anh chị phải diễn đi diễn lại không? Không ấy, thật sự chỉ có mất một buổi chiều. Mà anh nhớ có một đoạn mà anh Huy bắt là phải chạy từ cái đường giữa để chạy lên ấy, xong rồi rượt đuổi nhau xong rồi anh ẩn phát em té luôn không? Ôi nhập tâm đến mức như vậy luôn. Đấy. Vấp. Giải thích kìa. Nhưng mà sau này khi mà hai anh chị xem lại rồi thì hai anh chị có hiểu là vì sao mà tự nhiên lúc này đang cãi nhau trên sân khấu rồi lại có người ra đưa mic để cho cãi nhau mà vừa hát vừa cãi nhau cho nó. Hiểu. Sao anh giải thích thì em cũng không hiểu. Đây này đoạn này. Tức là ý đồ anh Huy muốn là giống như là mình là đang tập rồi hát luôn. À đang tập để hát luôn. Bài này luôn. Hỏi chưa mặt trẻ không? Nó nhìn những người khác vậy trời. Chứ em nhìn em có trẻ không? Không, bây giờ có vẻ nhuận sắc mặn mà hơn đấy anh ạ. Không, mình tắt được không em ạ? Em tính phát hết cả clip luôn đó hả? Cái áp lực của chị khi mà kiểu mình, tại vì cái thời điểm này là anh Hoàng Phúc là một nam ca sĩ solo cũng khá là nổi tiếng ở thị trường. Rất nổi tiếng chứ. Thì cái áp lực của chị khi mà chị kết hợp cái sản phẩm này với anh Phúc như thế nào? Áp lực á hả? Không có áp lực gì mấy. Lúc đấy mình còn nhỏ lắm, không có suy nghĩ sâu sắc gì nhiều. Mình chỉ nghĩ là mình cũng có cơ hội để xuất hiện bên cạnh một cái người đang rất là hot thời đấy. Thì đúng là một cái cơ hội. Bởi vì thực sự của anh là một người mới từ Hà Nội vào, cũng chưa có cái sự nghiệp gì nó cụ thể. Ngoài việc là nhóm nhạc thì đã phải tan rã, bởi vì là bạn Phương Mai trong nhóm đi du học. Thì... À đúng rồi, chương trình nhóm các bạn trẻ mới nhìn thấy sao. Thì là một cái cơ hội nam tiến, thì hồi đó là nếu mà ca sĩ mà để mà nói là vào đến Sài Gòn và xây dựng sự nghiệp thì đó là một cái điều nó khá táo bạo á, bởi vì là thường thường người Hà Nội thì hay thích ở tại Hà Nội á. Thì Quỳnh nghĩ rằng một bài hát kết hợp cùng với anh Ưng Hoàng Phúc rất là nổi tiếng thời đấy là một cái cơ hội dành cho cái sự nghiệp của mình, thì Quỳnh cũng rất là thích và cũng rất là trân trọng. Còn anh Phúc thì lúc đấy thì nổi quá rồi. Anh có kết hợp với ai, nhưng mà nào giờ anh cũng chỉ kết hợp với hai người, đúng không? Ba người, vợ anh nữa là ba. Với lại cái vai trò của anh Phúc mà khi mà là một cái người mà ca sĩ cũng là hiện tượng thời đó, thì anh đặt ra tiêu chí gì để kết hợp với lại song ca một bạn diễn nữ nào đó? Lúc đó Phúc không có tiêu chí đâu, lúc đó mình cũng
Đơn giản lắm, là mình là một người ca sĩ nổi tiếng mà trong công ty rồi, thì chỉ biết là có một người đồng nghiệp nữa mới vào công ty, thì công việc mà khi mà công việc giao xuống thì mình phải làm hết mình và mình hỗ trợ hết mình. Người đồng nghiệp của mình phải gọi là giống như là một người anh em, một người sát cánh với mình, thì mình phải dốc hết sức và để làm cho tốt hết công việc thôi, chứ mình cũng không có nghĩ điều gì khác hết á. Chị Quỳnh Anh có chia sẻ là anh Hoàng Phúc đỡ chị dậy từ một cái cú chớm xòe bậc thang khi mà bước lên sân khấu, thì cái câu chuyện đó đằng sau cái câu chuyện này nó là như thế nào? À, thực ra thì nó là một cái tình huống ở trong lúc hai anh em cùng đi diễn với nhau thôi, nó không có cái gì sâu xa hơn, nhưng mình nghĩ rằng là đấy là một cái hình ảnh để cô anh chọn để làm một cái ví dụ để cho thấy được rằng là cái tình bạn nó kéo dài với chừng ấy năm ấy. Người ta bảo là một mối quan hệ tình thân mà trên 7 năm thì được gọi là một gia đình, đúng không? Còn của anh Vinh Phúc thì thực sự cũng có những khoảng thời gian gián đoạn chứ không phải là không, nhưng mà được cái là khi gặp lại thì nó cái cảm giác quen thuộc như một gia đình nó vẫn còn ở đấy. Cái ngày mà anh Phúc rời khỏi WePro thì của anh cũng là một cái người rất là buồn. Và thực sự là ngày hôm đấy của anh nhớ là mưa rất là lớn. Tức là anh Phúc từ cái văn phòng WePro ở Hưng Thái, anh lên để làm việc buổi cuối cùng và rời đi, thì thực sự là ngày hôm đấy không chỉ của anh buồn đâu, của anh tin chắc là cả anh Huy cũng buồn. Bởi vì anh nhớ như in là anh Phúc vừa đi một cái trời mưa rất là lớn, và anh Huy anh ngồi vô cái đàn piano và anh đánh cái bài Người Ta Nói. Và cái đấy thì anh không biết đâu. Tại anh không biết cái khoảnh khắc đấy. Có thấy đâu mà biết. Vì anh đi mất rồi, anh đâu có được biết. Cho nên là gián đoạn mấy năm, anh Phúc có cuộc sống riêng, có sự nghiệp riêng, rồi anh cũng lại cả cái việc mà bị bệnh và chữa bệnh khắp nơi nữa. Thì hai anh em không có được gặp thường xuyên với nhau, nhưng mà vẫn update tin tức về nhau rất là nhiều. Và cho đến sau này, một cái duyên lớn nhất mà em nghĩ là cụ thể nhất là vào cái live show của anh tháng 3 vừa rồi tại Hà Nội á, nó mới là một cái cầu nối để mà cho hai anh em lại tiếp tục là được gần với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn cả về công việc lẫn đời sống. Và từ đó đến giờ là có cái mối quan hệ khăng khít. Thì đấy là một cái tình huống mà đi diễn thì xảy ra, vào bản thân của anh đấy là một đơn phương mình nghĩ thôi. Anh Phúc có khi là anh cũng không có biết cái tình huống đấy bằng chính mình, là mình cảm nhận là ok, luôn bên cạnh mình có một cái người anh lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh và động viên, chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Thậm chí cái khoảng thời gian mà của anh cho rằng là mình khá là khó khăn và khá là chơi vơi ấy, thì anh Phúc và Kim là hai cái người bạn mà của anh thấy lúc nào cũng sẵn sàng. Giống như là cả Kim thì lúc nào cũng sợ mà mình có buồn không hay gì thì Kim cũng hay nhắn tin là chị đang làm gì vậy, đi ăn với tụi em không, thì mọi người xuất hiện và ở bên cạnh mình. Đối với mình thì cái đó là cái điều mà mình cảm thấy nó ý nghĩa với mình. Còn đối với tuổi trẻ của Hoàng Phúc thì cái hình ảnh nào mà của Phạm Quỳnh Anh mà khiến cho anh ấn tượng ngược lại vậy? Ở cái khoảng thời gian mà tuổi trẻ của anh khi mà còn đồng hành với Quỳnh Anh HAT. Khi mà đồng hành với HAT thì cảm nhận ở Quỳnh Anh đó là giống như là một người trưởng nhóm của nhóm vậy đó. Quỳnh Anh tính cách đầm thắm và rất là chững chạc. Tức là khi cô ấy hành xử hay là những cái tình huống hay là những cái câu chuyện hay là những cái lời nói gì mà cô ấy nói ra, hay là cô ấy dùng một cái hành động nào đó, thì Phúc nghĩ là cô ấy cũng có suy nghĩ rất là kỹ, và giống như là mình tạo cho mình một cái gọi là yên tâm ở cô gái này khi mà tiếp xúc với cô ấy. Rồi mặc dù cô ấy thì khá là thông minh và lanh lợi, nhưng mà tính cách thì lại gọi là rất là, ở ngoài Bắc ta dùng là gì, tò. Em đang tính dùng từ chín chắn, từ anh bảo em không tổ. Chín chắn rồi, cái chuyện chín chắn là chín chắn rồi, nhưng mà vô tư à hay như nào? Đúng là cô ấy thân thiện lắm, và khi đối xử với mình á rất là thật lòng. Thì mình thấy ở cái đó nên là mình cảm thấy là khi mà tiếp xúc với một con người như vậy, và mình ở gần với một con người như vậy, hoặc là làm việc với một con người như vậy, mình không phải lo, mình không phải gọi là dè chừng. Nên là lúc nào mình cũng được cởi mở, và cũng được trải lòng, cũng được hết lòng hết.
nên là khi làm việc với Quỳnh Anh mình cũng yên tâm một phần nào mà mình rất là thoải mái. Cái tình cảm nó cứ khăng khít từ lúc nào không biết ý. Nó không phải mang tính chất là ở một mối quan hệ hai người phải có tình yêu hay gì mới có thể như thế. Mà thực sự thì trong cái khoảng thời gian còn cộng tác với nhau tại WePro thì mỗi một lần ra Bắc thì anh Phúc đều đến nhà Quỳnh Anh để dùng bữa. Mà gia đình Quỳnh Anh thì lại rất là thích được tại vì giống như là có bạn của con mình đến nhà, rồi con mình cũng từ Sài Gòn ra thì lúc nào cũng có những cái bữa ăn để gọi là họp mặt rất là vui vẻ. Kể cả We Boys cũng đã từng ở nhà Quỳnh Anh cả 3 tháng trời. Thì gia đình lúc nào cũng thương yêu tất cả những cái thành viên của WePro và coi nhau như trong gia đình anh em, rất là gắn bó với nhau như vậy. Quỳnh chỉ biết rằng là mình không có bản thân của anh khi mà tiếp xúc với ai hay là chơi với ai ấy, mình cũng hết mình cứ như vậy trước đã. Nó không phải là cố gắng để tỏ ra là thân thiết hay gì hết, và bản thân của anh rất là thích bạn, và càng những người bạn nào không cần nhiều, chỉ cần là ở bên cạnh mình có thể chia sẻ và hiểu mình, đã không có những cái ganh tị đố kỵ hay cạnh tranh gì, thì thực sự của anh rất là yêu quý cái mối quan hệ đó. Phúc nghĩ chắc đó là tính cách thôi, từ tính cách đó gặp cái tính cách này nên là Phúc cũng một phần nào là như vậy, nên là cả hai có một cái sự đồng cảm và gắn kết trong cái mối quan hệ anh em rất là thân thiết. Trước khi mà Phúc gặp gỡ lại Quỳnh Anh trong cái live show của mình thì có nhiều năm gián đoạn là hai anh em đều có sự nghiệp riêng, có công việc riêng, có gia đình riêng. Nhưng mà khi nào mà WePro cần hay là Quỳnh Anh cần cái hú một cái thì Phúc cũng sẵn sàng tham gia tất cả những cái chương trình hay là những cái dự án nào mà khi mà Quỳnh Anh cần có sự xuất hiện của Phúc thì Phúc vẫn luôn sẵn sàng. Đó là cái mà mình giữ cái mối quan hệ anh em với nhau lâu dài là như vậy. Mà anh nói tới đây em mới nhớ đó là trước đấy nữa, trước khi live show nữa thì là có một cái bài hát mà Quỳnh Anh đã bí mật đặt hàng nhạc sĩ Kai Đinh để dành tặng cho WePro khi mà kỷ niệm 15 năm. Thì thực sự đấy là một cái thử thách đối với Quỳnh Anh, của anh nghĩ rằng là một món quà mà mình, nếu mà mình đơn phương mình làm ấy, hoặc dù mình tự hát ấy, thì nó dễ lắm, mình đặt hàng xong mình phối, mình tự hát, mình tự thu. Nhưng mà cái mong muốn của Quỳnh Anh rất là muốn tập hợp tất cả những cái người thân quen cũ của WePro. Thì trong ấy, cái trường hợp mà khó nhất mà Quỳnh Anh nghĩ rằng là không biết mình có làm được hay không, đó là trường hợp mà Ưng Hoàng Phúc và HAT tái hợp lại trong một cái MV ca nhạc chung. Thì rất là may là khi mà gọi điện cho anh Phúc để có cái lời đề nghị là anh ơi, em muốn có một món quà như thế gây bất ngờ cho WePro, anh có thể giúp em được không? Thì thực sự anh không có một cái sự từ chối nào hết cả. Anh chỉ bảo ok em, ok rồi nha anh, em cứ lên lịch sắp xếp đi rồi anh sẽ xuất hiện. Thì được anh Phúc rồi, nhưng mà của anh cũng mong muốn hơn là làm thế nào để có cả HAT xuất hiện trong đấy nữa. Mà mọi người biết là HAT bây giờ thì mỗi một người một nơi, đúng không? Bích Hữu thì ở nước ngoài, Thu Thủy cũng có sự nghiệp cuộc sống riêng, Ngô Quỳnh Anh thì không còn đi hát nữa và cũng mới sinh em bé. Làm như thế nào để có thể cả bốn gương mặt này sau 12 năm rồi không có ai làm được, mà mình lại có thể tập hợp cả bốn gương mặt thân quen và gọi là quan trọng nhất của WePro ở trong cái MV này. Thì rất là may là khi mà mình đưa ra cái idea và cái lời đề nghị thì mọi người đều rất là ủng hộ. Và cái đợt đó của anh nghĩ rằng là cũng đã có một cái bài báo rất là đình đám ở trên kênh 14 về cái việc là Ưng Hoàng Phúc và HAT tái hợp trong một sản phẩm. Thì Quỳnh cũng hy vọng rằng là trong tương lai, bằng cái sự mong muốn, một cái nung nấu về một cái suy nghĩ trong lòng mình, Quỳnh chỉ ước sao sẽ có một cái sản phẩm tái hợp thực sự giữa Ưng Hoàng Phúc và HAT trong một cái MV ca nhạc hoặc là tại một sân khấu ca nhạc nào đấy, thì hy vọng là sẽ làm được. Anh cũng rất mong điều đó. Và anh nghĩ là khán giả cũng rất mong điều đó. Nếu mà anh chị đã mong muốn như vậy thì anh chị có nghĩ là mình thật sự là sẽ bắt tay vào làm trong thời gian tới không? Nói chung là anh nghĩ rằng là cái sự mong muốn thì lúc nào nó cũng ở trong lòng mình hết. Nhưng mà để thực hiện một cái sản phẩm như vậy nó còn đòi hỏi là cái duyên, cái cơ duyên và cái thời điểm. Để mà tập hợp được từng đó bạn thì thực sự của anh nghĩ rằng là không sớm thì muộn mình cũng sẽ có thể làm được. Bằng chứng là HAT và Ưng Hoàng Phúc nhận được rất nhiều những tình cảm của khán giả cho đến tận bây giờ. Mọi người đều mong mỏi là sẽ có một cái ngày được nhìn thấy từng đó gương mặt ở trên sân khấu cũng như là ở trong một cái sản phẩm âm nhạc. Và của anh nghĩ rằng là của anh sẽ làm điều này.
đấy là một cái mong ước của mình, chứ mình không có hứa, bởi vì thường thường là hứa thì bước hôm qua. Cũng giống như là cái việc mà cùng anh với anh Phúc quay trở lại song ca với nhau trong cái sản phẩm mới nhất cũng thế, là cũng là một cái mong muốn trong lòng mình, nhưng mà phải đến bao nhiêu năm sau, và chính xác là bây giờ sau rất nhiều năm sau từ cái sản phẩm đầu tiên là Nếu Ta Còn Yêu Nhau, đến bây giờ phải 14 năm rồi, chúng tôi mới có thể có một cái thời điểm tốt nhất và cơ duyên chín mùi nhất để có thể cùng xuất hiện trong một cái MV ca nhạc. Cặp đôi song ca Ưng Hồng Phúc và HTS là một, gọi là một, cả một trời thanh xuân của tất cả các bạn trẻ luôn. Thì cái việc mà HTS chỉ hoạt động 6 tháng thôi, và sau khi mà tan rã xong đó, thì đối với anh Phúc thì anh cảm thấy sự tiếc nuối nó như thế nào, và đối với chị Nam thì anh cảm thấy sự tiếc nuối thế nào? Nếu mà nói về tiếc nuối thì mỗi một cái sự chia ly hay là mỗi sự tan rã nào nó cũng tiếc nuối hết. Nhưng mà giống như Phúc nói đó, thời gian trôi qua thì mọi thứ, cái gì nó cũng có thể thay đổi, và mình phải hiểu và mình phải chấp nhận cái điều đó. Đối với Phúc thì khi HKT tan rã, nhưng mà mỗi thành viên vẫn hoạt động, mình vẫn có thể hát chung, mình vẫn có thể làm việc chung với nhau, chứ không phải là tan rã xong rồi mình không còn gặp nhau nữa. Thì cũng làm việc thêm một thời gian nữa trước khi mà, sau khi mà Phúc hết hợp đồng lần cuối với lại công ty Thế Giới Giải Trí, công ty Vipro, thì lúc đó là mới gọi là hết cơ hội để làm việc chung ha. Trong cái vấn đề này thì Quỳnh Anh nghĩ rằng là cái cảm xúc của Quỳnh Anh nó sẽ rõ ràng hơn, bởi vì nó là một cái, thực sự là Quỳnh Anh nhớ lại cái ngày hôm đó là một cái ngày mà đối với mình nó vô cùng là phải nói là suy sụp, cái từ đó là đúng, bởi vì nó bất ngờ quá. Nó, mình cứ nghĩ rằng là với những cái người bạn bên cạnh mình đã cùng nhau coi như là có rất là nhiều những cái chiến thắng ở đây là những cái bản nhạc mà cứ bài nào ra cũng hit anh nhở. Em nhớ là không có một bài nào không hit cả, từ những cái bài đầu tiên xuất hiện cùng với anh Phúc như là Anh Không Muốn Mất Công Với Em, rồi sau đó Sắc Màu Trái Tim, Đành Nói Lời Chia Tay nè, Yêu Làm Chi nè, Lời Hứa Cho Tình Yêu, bài hát nào cũng được cái sự đón nhận rất là nồng nhiệt. Và mình đang ở trong một cái cảm giác là được cùng gắn bó với một cái sự thành công đó. Và mình muốn là được hoạt động nhiều hơn, được biểu diễn nhiều hơn, được cho mọi người thấy được là HAT được làm, có thể làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà rất là tiếc là cái duyên của cái nhóm nó quá ngắn và nó kết thúc quá bất ngờ. Cho nên Quỳnh Anh nghĩ rằng là lúc đấy mình còn nhỏ nữa, mình không có đủ cái sự bình tĩnh để đón nhận cái sự việc này một cách tỉnh táo và nhẹ nhàng nhất. Mình hơi bị gọi là trông tranh trong một thời gian, và tiếc, cái sự tiếc nó rất là nhiều. Tiếc ở đây là làm mình cứ tưởng tượng là có những đêm mà kiểu nằm mơ, xong rồi nằm mơ thấy nhóm vẫn đi diễn, xong rồi tự dưng cái bị hụt hẫng á, giống như kiểu thế, ngày hôm sau thức dậy là không phải nữa rồi. Và bây giờ thì bên cạnh đấy thì sẽ phải xây dựng một cái sự nghiệp solo riêng. Thì mọi người phải biết là khán giả đến bây giờ tiếc nối về HAT như thế nào, thì chính bản thân của anh thời điểm đó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng là một cái chuyện đã qua, và ngày hôm nay ngồi nhắc lại nó chỉ có những cái kỷ niệm đẹp mà thôi, để mà chúng ta nhớ về, và hy vọng là chúng ta sẽ còn có những cái cơ duyên tiếp theo trong quãng đời để có thể tạo nên những cái bản hit mới. Nghe câu chuyện Quỳnh Anh kể lại cái cảm xúc thì anh mới nghĩ là lúc đó là anh với HAT là cũng chỉ được 6 tháng thôi đó hả? Dạ. Mà cũng hết đúng không? Giờ thì anh hứa để làm gì nè, làm sao để tốt cho cả hai nè, nỗi sầu đêm vắng này, lời hứa cho tình yêu, anh không muốn bất công với em, và bài nào cũng hit. Thực sự là bây giờ ca sĩ tìm một bài hit nó khó kinh khủng khiếp, nhưng mà mọi người ơi, mọi người hãy nhớ lại cái quãng đó, là cứ sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc, HAT thì lúc đó không có công nghệ nhiều ha, bài nào cũng hit cả. Đến mức mà tất cả mọi người sống trong cái thời điểm đó, dù có khi mà không muốn nghe nhạc của Ưng Hoàng Phúc, HAT đâu, nhưng mà cũng bị thuộc một cách thụ động ấy, tức là không chủ động tìm đến âm nhạc đấy, nhưng mà đi đâu cũng nghe thấy nhạc và phải coi như ăn vô trong máu của mình luôn, ai cũng thuộc. Là cả cái lượng điểm bán ra của rất kinh khủng. Quỳnh Anh nhớ là anh Ưng Hoàng Phúc vào 55.000 bản, và với một nhóm nhạc như HAT, thường thường hồi xưa Quỳnh Anh nhớ thị trường băng đĩa lúc ấy, nhóm nhạc mà ra đĩa chỉ khoảng tầm
3, 4, 5, 6 nghìn đây. Mà HAT hồi đấy ra là 30 nghìn bảng hả anh hả? Là phải nói là cái sự yêu mến rất lớn mà đĩa gốc. Mà trong khi lúc đấy băng đĩa lậu cũng vẫn hoành hành chứ không phải là không. Mà hồi xưa cái cảm giác mà được ra khi mà album mình nó ra mắt xong rồi mình ra tiệm đĩa mình xem người ta đứng mua đĩa ấy. Em bịt khẩu trang để em đi em coi luôn mà. Băng đĩa lậu, băng đĩa, nếu mà băng đĩa lậu thì tính ra là hàng trăm ngàn bản đó. Còn album của Hồng Phúc thì phải nói là hàng triệu á. Ông Hồng Phúc thì bán đĩa phải nói là kỷ lục kỷ của lục thời bấy giờ. Giờ không còn ai vượt qua kỷ lục của anh không nữa đâu, có, tại vì hết không rồi. Có Trong cái sản phẩm mà solo một Quỳnh Anh, song ca với lại Hồng Phúc á, thì ca khúc nào mà anh chị cảm thấy mình thích nhất? Đối với anh ví thì sao? Ví dụ như là những ca khúc như là Cơ hội và Lý trí, Sao anh không là anh, những ca khúc về sau á chị anh. Đối với Phúc á, thì Phúc vẫn thích là những bài hát nào Phúc có thể trình diễn được và hát live được trên sân khấu mà máu lửa nhất và khán giả thích nhất, thì tới thời điểm này Phúc vẫn lựa chọn ca khúc Nếu ta còn yêu nhau. Còn những bài kia thì Phúc cảm nhận là để nghe nhiều hơn là để trình diễn, để hát trên sân khấu. Mà hồi đấy thật sự là những cái bài hát như là Cơ hội lý trí này, Cơ hội và lý trí này, Em sẽ sống vì em này, Giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn, Sao anh không là anh, thật ra nghĩ ra kể ra thì em với anh song ca với nhau rất là nhiều á. Nhưng mà những cái bài hát đấy thường thường là dùng để quay hình cho chương trình Thế giới V-pop là nhiều. Còn đi diễn ý, thực sự là cái người nghệ sĩ lên sân khấu bao giờ cũng thích cái sự độ máu lửa và cái sự hò reo của khán giả. Thì mình thường lên sân khấu mình sẽ chọn cái bài hát nào đấy mà để ăn sân khấu. Thì cho tới tận bây giờ, tức là mới đây của anh và anh Phúc tham gia trong một chương trình ca nhạc giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam, khán giả hầu như là trẻ đó anh ạ, mà không biết họ đã từng nghe bản song ca này của hai anh em từ lúc nào. Thực sự là hôm đấy là bùng nổ khi mà nhắc đến, nói đến tớ nổi da gà. Tức là khi mà nhắc đến là một bản song ca Nếu ta còn yêu nhau, một cái là mọi người trôi hát theo rồi hú hết. Thực sự là cảm giác rất là đã, và của anh có cảm giác như là mình đang được sống trong cái không khí của những chương trình như kiểu Giai điệu tình yêu ngày xưa đó. Rất là đã. Thì đến bây giờ em cũng vẫn thích Nếu ta còn yêu nhau. Và sau này hai anh em có đi diễn thì thường thường hát thêm cả bài Anh không muốn bất công với em á, mọi người cũng hát theo rất là nhiều. Thời điểm của những năm 2004, 2005 á, thì người ta thấy là ai mà hát song ca với Ưng Hạnh Phúc á, là đều là một cái gọi là sau đó là một sáng lên luôn á. Thì người ta ví Ưng Phúc giống như là gà đẻ trứng vàng của công ty vậy á. Đúng rồi. Là một ca sĩ nó khá là mát tay. Anh cứ công ty cố gắng nhận cặp nào mà song ca với anh là đều đi lên hết. Thì anh cảm nhận như thế nào về cái sức của mình ở thời điểm đó? Anh thì gọi là cảm nhận của mình thì mình không có quan tâm lắm cái vấn đề gọi là lân xê những bạn mới, nhưng mà mình chỉ nghĩ là thành viên của ekip của mình là anh em của mình thì mình có trách nhiệm và mình có cái tinh thần gọi là đồng đội kết hợp với những người em của mình, và Phúc làm hết sức mình chứ lúc đó cũng chẳng có nghĩ gì đâu. Thì dĩ nhiên thời điểm đó thì gọi là thời đỉnh điểm của mình là thu nhập từ cái công việc ca hát của Phúc về cho công ty cũng gọi là khá lớn, hầu như là chủ chốt của công ty, nên là cái vấn đề gọi Phúc là gà đẻ trứng vàng thì cũng đúng. Thực sự thì cái suy nghĩ của Quỳnh Anh á, Quỳnh nghĩ rằng là với một cái chặng đường phải đến gần 16 năm ở bên cạnh WePro, Quỳnh Anh thấy được rằng là WePro là một cái nơi mà không có sự tị nạnh, cũng không có sự cạnh tranh hay là đố kỵ gì. Và anh Phúc ấy thực sự là một ngôi sao thời điểm đó, nhưng Quỳnh Anh đánh giá anh là một người rất là giản dị, không có cái tính sân si hay là thị phi ở trong đó. Cho nên là bản thân tất cả những thành viên mà ở trong WePro là talent của WePro thì đều đã có những cái yếu tố về mặt đạo đức rất là tốt, để mà gọi là khi có chiến lược là hoàn toàn tin tưởng vào đồng đội, tin tưởng vào cái sự dẫn dắt của người đầu tàu. Và như thế là khi mà có một cái dự án gì được xây dựng lên thì mọi người đều tuân theo một cách vui vẻ, không hề có một cái suy nghĩ cá nhân nào. Bởi vì thực sự là nếu mà cá nhân thì thực sự sẽ không làm nên một cái hiệu quả, một cái kết quả tốt cho một team được. Và Quỳnh Anh đánh giá cao cái sự hợp tác của từng thành viên, mà mỗi một nghệ sĩ đều là một cái tôi rất là lớn.
Nhưng mà khi mà có một cái việc gì mà cần đồng lòng á, lúc nào mọi người cũng sẵn sàng hợp tác và teamwork rất là tốt. Khi mà mình đi diễn tỉnh nhiều như vậy á, thì mình có phải đối mặt với lại những cái hiểm nguy nào? Hiểm nguy thì rất nhiều nhỉ? Nhiều lắm. Nhất là khi anh ấy rất là nổi tiếng và có rất là nhiều những cái thành phần mà gần như là muốn gây sự với anh ấy. Bởi vì thực sự nổi tiếng quá thôi, chứ không gì hết đấy. Nhưng mà kiểu nổi tiếng quá thì là có những cái mặc định đó, mặc định là mình ưng một phút là như thế này, ưng một phút là như thế kia, nhưng mà có ai tiếp xúc với mình đâu, có ai được trò chuyện với mình một cách gọi là đối diện đâu, toàn là những tin đồn hoặc là những lời nói thôi. Thì lại họ mặc định là họ có một cái ác cảm nào đó, nhưng mà chỉ là một số ít thôi. Chứ còn Phúc thì Phúc cảm nhận là khán giả của mình hầu như từ trước đến giờ đa số là rất ít có anti fan. Mà một số những thành phần nào đó gọi là mặt gọi là hơi ác cảm, quá khích một tí xíu, tức là thực ra này hồi xưa những cái chương trình ca nhạc mà tụi anh tham gia nó không phải giống như nghệ sĩ bây giờ rất là sung sướng là hát event thì sân khấu là dựng rất là chắc chắn rồi, có rất là nhiều những hàng tài trợ, và nghệ sĩ bây giờ thì đi show sướng lắm, không giống như anh em của mình ngày xưa là chinh chiến. Dùng cái từ chinh chiến là chính xác để miêu tả. Bởi vì thực sự có những cái điểm diễn được dựng ở trên nó thật là một bãi rác, bãi đất trống, bãi đất trống mà ở bên cạnh là rác. Thôi không nhắc đến nữa, mà thực sự là nó, nhưng mà nhờ những cái điều đó em nghĩ rằng là bản thân chúng ta có cái sự trải nghiệm đến những cái vùng miền, vô những cái nơi mà hẻo lánh nhất để có thể mang cái âm nhạc đến với bà con vùng miền tại đó, thì cũng là chan hòa với cuộc sống của người dân nơi đấy, thì cũng bản thân mình cũng tích tụ rất là nhiều những cái sự trải nghiệm về cuộc đời. Còn về cái hiểm nguy ấy, thực ra thì cũng có chứ, bởi vì hồi xưa anh Phúc quá nổi tiếng đi, và HAT hồi đấy cũng vậy. HAT hồi xưa đi diễn á là phải mặc áo bảo hộ, có nghĩa là mua một những cái chiếc áo mà ở trong người ta hay mặc trong những cái khu mà làm đồ đông lạnh ấy anh nhỉ, và có nón bảo hộ nè, xong rồi áo đó bịt kín, xong rồi bịt miệng để đi vô. Và Quyến còn nhớ như in là đi vô mà bị khán giả đứng hai bên đường, trời ơi làm gì thế ghê quá vậy, làm như bị cúm gà hay bị sida cái gì, người ta nói nhiều lắm. Nhưng mà đấy là cái sự thể hiện là từng mỗi một người đi xem ca nhạc thì thực sự mình cũng không có kiểm soát được họ. Họ cũng có những cái văn hóa rất là khác nhau, có những người rất là lịch sự, cũng có những người họ mang cả rượu đến sân khấu để ngồi vừa nghe ca sĩ hát và vừa uống rượu, rồi họ gây sự với nghệ sĩ. Thì bản thân của anh HAT và anh Húc cũng trải nghiệm rất là nhiều những cái trận nhớ đời đó, rút kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là cái chuyện đấy không có nữa rồi. Nhưng mà ngày xưa nhớ lại thì vẫn rất là trân trọng những cái khoảng thời gian đấy, hai anh em và cả HAT nữa đi phải đến hai vòng Việt Nam. Tức là 64 tỉnh thành rồi vào huyện, vào xã đó là đã có đi hết rồi. Có những huyện rất là nhỏ. Có thể là các bạn ca sĩ bây giờ sung sướng hơn, hồi xưa rất là nhiều được diễn những cái điểm lớn thôi, nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ có được một cái cảm giác giống như là Ưng Phúc và HAT thời xưa đâu, là được tiếp xúc với tất cả mọi thành phần khán giả, từ già trẻ bé lớn cho tới những người có tiền cho tới những người nghèo khổ nhất cũng có thể là đến xem ca nhạc được, mà cũng thể có thể là tiếp xúc với lại âm nhạc được. Đó là những cái điều mà Phúc nghĩ là không phải ca sĩ nào thời điểm bây giờ cũng được điều đó. Mà có khi đôi khi mình đi diễn ấy, mình còn không biết là buổi tối nay mình về có an toàn không. Đấy là sự thật. Bởi vì cứ mỗi một tối chạy show là phải đến, có những mùa Tết á, 4-5 điểm. Mỗi một điểm cách nhau phải đến mấy chục cây số. Cả trăm cây. Lúc nào cũng trong tình trạng là chạy nhanh hết để cho kịp show. Rồi tại đó mình không biết là khán giả họ có hiền hòa với mình hay không, hay là họ lại gây sự. Thực sự là giống như kiểu là đúng là lính chiến ấy, ra trận mà không biết có an toàn mạng trở về hay không. Nhưng quả thật là đấy là những cái kỷ niệm về cuộc đời, thực sự là không có gì mua được, rất là đáng nhớ. Thế có câu chuyện cụ thể nào mà về cái sự nguy hiểm mà khiến cho chị và anh nhớ mãi không? Tại vì hồi nãy anh có bảo là kiểu mà người ta cũng có những cái nhìn nhận không đúng về anh, rồi đôi khi là nó sẽ gây ra những cái hiểu lầm còn gây nguy hiểm cho anh ở mùa đi diễn. Thì có cái câu chuyện hay kỷ niệm cụ thể nào không mà anh Giang anh chị? Có một cái câu chuyện ở hình như là Phúc còn nhớ là ở Kiên Lương là vùng Kiên Giang đúng rồi à, đó ở Kiên lên báo y xèo đợt đấy mà. Thì cũng là một cái sự hiểu lầm và một cái sự quá khích của một cái người
hai người bạn, gọi là lúc đó một cặp tình nhân, cặp đôi đôi nam nữ. Là khi mà xe phút vào á thì lúc đó mình cũng ngồi trên xe thôi, mình cũng muốn đi vào điểm diễn để mình biểu diễn thôi. Nhưng mà khi chạy vào thì cái đôi tình nhân đó đang đậu chiếc xe, đậu ngay giữa đường luôn. Thì thấy xe vào thì cũng gọi là không có một cái chút gì là né, gọi là muốn giống như là né qua tí xíu để cho mình vào cả, rồi đứng yên đó luôn, thì xe mình phải đậu lại, đậu yên lại. Rồi cái giống như là họ nghĩ là ở đó là đất của họ hay là cái vùng của họ gì đó, họ không cần quan tâm. Thì bên này phải mới có một, khi mà đi diễn á thì có những bạn gọi là kỹ thuật viên á, lúc đó kỹ thuật viên nhưng mà mặc áo thì người ta nhìn là người ta tưởng đâu là vệ sĩ, thực chất là kỹ thuật viên thôi, nhân viên công ty đi chung với nhau thì xuống cũng mời né qua một bên để cho xe vào. Cũng rất là lịch sự đàng hoàng nhưng mà không hợp tác. Họ lại không có một sự thiện chí hợp tác. Rồi bắt đầu có một sự gây gổ qua lại thì rồi có chuyện va chạm. Đó thì đó là những cái tình huống mà Phúc nghĩ là mình không có tính trước. Tại vì đối với nghệ sĩ giống như Phúc thì hoặc là những ca sĩ mà đi biểu diễn thì họ đâu bao giờ họ muốn gây sự hay là họ muốn gây chuyện đâu. Họ chỉ muốn là khi mà tới họ trình diễn, gặp gỡ khán giả của mình, trình diễn hết mình trên sân khấu. Tạo được cái không khí niềm vui cho những người xem ca nhạc, đó mới là cái mà người nghệ sĩ mong muốn. Còn những cái chuyện xảy ra đó thì nó chỉ là những cái sự mà gọi là va chạm với những cái thành viên, nó cũng không phải là gọi là khán giả đi xem ca nhạc, mà họ chỉ là tụ tập vào một cái nơi biểu diễn để họ được chơi, đứng chơi hay là làm gì đó thôi. Mà có đôi khi mình thấy cũng tội nghiệp cho anh Phúc, mà thực sự ngày hôm đấy là cái chuyện đấy thôi mà lên trên báo lại thành một cái sự việc khác hẳn, thành là Ưng Hoàng Phúc đánh người. Thực sự anh Phúc đâu có xuống xe, anh chỉ ngồi trên xe thôi, đâu có tiếp cận được với cặp tình nhân đấy đâu mà gọi là đánh người. Nhưng mà áp lực của nghệ sĩ là như vậy, lúc nào mình cũng phải nhận lại tất cả những cái thiệt thòi dành cho mình. Khi có một cái chuyện gì xảy ra là hay nó lại cái tên của mình, có một câu chuyện mà của mình. Mà trong sự nghiệp của anh, thực sự là em thấy là đã có một trận lớn hơn nữa, là hồi đấy không phải HAT luôn, cái thời điểm mà trước khi của anh vào Sài Gòn luôn, là hồi đấy là nhóm Sắc Màu đi diễn ở Hải Phòng cùng với anh Phúc, thì anh Phúc cũng diễn trong chương trình đấy. Và hôm nay có một cái sự cố là hồi xưa Ưng Hoàng Phúc thường là xuất hiện rất là đặc biệt, không phải như người ta đi từ cánh gà ra, mà lúc nào anh Huy anh đến điểm diễn anh cũng sẽ phải tính là hôm nay ok Phúc sẽ xuất hiện từ khán đài bên trái hay bên phải hay là cái gì đó, thì nó là một cái điểm đặc biệt trong một cái phần trình diễn của mình. Nhưng mà hôm nay rất là tội anh Phúc là bước ra thì tự dưng bị một cái người trong ban tổ chức á, tức là muốn bước ra từ khán đài thì một cái người trong ban tổ chức tới để kéo cổ anh lại như vậy nè. Xong cuối cùng là chương trình thì trực tiếp mà trên sóng thì không thấy anh ấy bước ra, mặc dù nhạc đã vang lên rồi, thì thực sự mình bị kẹp cổ mà đúng không anh? Anh phải có một thời gian để trấn tĩnh lại rồi dàn xếp ở bên trong, thì vô tình là bị quá giờ phát sóng. Những người mà còn ở đó thì vẫn có thể xem anh Phúc được, nhưng mà những cái người mà ở trên sóng thì không thấy Ưng Hoàng Phúc đâu nữa và bị cắt sóng luôn rồi, thì tự dưng lại tạo thành một cái sự hiểu lầm rằng là Ưng Hoàng Phúc coi thường khán giả. Ở đợt đó anh còn bị bị tẩy chay tại Hải Phòng, bị cấm diễn, thật là rất là khủng khiếp. Của anh thật sự, của anh cũng là cái người chứng kiến trong cái chương trình đó, rồi cùng chương trình cũng có anh Quang Hà. Mọi người cũng cố gắng đứng ra để bênh vực, bởi vì anh Phúc đợt đấy là bị một cái lệnh cấm diễn toàn quốc luôn, chỉ vì một cái sự hiểu lầm. Cuối cùng nó cũng không phải là lệnh cấm, nó chỉ là một cái giấy đề nghị, gọi là giống như là ai đó thông báo lên trên đó nói là hiểu lầm cái chuyện đó, xong rồi nói là Ưng Phúc coi thường khán giả rồi xong rồi kêu gọi tẩy chay nữa cơ, kêu gọi tẩy chay, rồi có một cái thư gọi là một cái giấy đề nghị các nơi tổ chức biểu diễn hay gì đó đừng không mời Ưng Hoàng Phúc nữa. Thật chứ sự làm gì đâu có lệnh nào cấm đâu, thì khi người ta thấy là đề nghị như vậy thì người ta lại ngại, người ta lại sợ, người ta không dám mời mình, thì cũng mất một thời gian khá là dài để mình không phải là người gây ra chuyện, nhưng mà lại mình lại phải chuyện xảy ra đến với mình thì mình lại là người phải đi gọi là đi chứng minh đó, đi chứng minh cho cái sự vô tội của mình, trong khi đó là mình không có tội. Mà hồi xưa như này, thực sự là em nghĩ hồi đấy anh cũng không được làm báo chí lắm. Bởi vì gì? Rất là tội nghiệp là ở chỗ là
ngày xưa không có Facebook như bây giờ để mà lên viết một cái tâm thư giải thích là xong. Mà ngày xưa muốn lên bảo chữa chính mình á là phải tìm đến tận nơi. Và trong khi đấy thì anh Huy và anh Phúc mà ngồi, thí dụ như là vui vẻ người ta không chụp, người ta chụp đúng lúc mà hai anh em mặt buồn so, xong rồi để một cái chú thích là giống như kiểu cảm thấy tội lỗi, giống như kiểu là đang ngồi ân hận lắm rồi và muốn sự tha thứ của khán giả. Thực sự của anh cảm thấy lúc đó cái sức mạnh truyền thông giáng xuống anh Phúc thời điểm đấy là cực kỳ khổ sở. Và mình cũng chưa phải là một người trong cùng công ty, nhưng mà mình biết cái sự việc, cái sự thật, và mình muốn là làm sao để anh ấy có thể bào chữa được cho cái vấn đề đấy, để anh có thể đi diễn trở lại. Thực sự đối với một nghệ sĩ mà được ban bố một cái lệnh là tẩy chay á, nó gần như là một cái sự tuyệt vọng. Và anh cũng suy sụp rất là nhiều. Mà may sao sau đó mọi sự nó dần dần được hóa giải và được gỡ. Thì đấy, tại thực ra anh cũng nổi tiếng quá cho nên là cái áp lực nó mới đến với anh như thế. Về anh Đỗ Hoàng Phúc ấy, thì anh có một thời gian là tạm ngưng ca hát để điều trị sức khỏe của mình ấy. Thì cái khoảng thời gian đó anh có cảm thấy, có nghĩa là anh rơi vào cái cảm giác hụt hẫng như thế nào về sự nghiệp của mình? Và lúc đó chị Quỳnh Anh có chia sẻ gì cho anh ở thời điểm đó hay không? Mọi người thì lúc nào cũng ở bên cạnh. Phúc cũng nhớ là có những lần mà ca phẫu thuật đầu tiên, những ca phẫu thuật đầu tiên đó, thì Diplo hay là Quỳnh Anh hay là anh Huy cũng vào thăm, động viên. Nhưng mà mọi người cũng lúc đó cũng đâu có hiểu cái bệnh của mình là như thế nào, chỉ biết là đau nhất ở trong người thôi, chỉ bị thuốc gì để đệm thoái hóa cột sống rồi. Mọi người cũng không hiểu là cái gì mà anh Phúc cứ nhìn ảnh người bình thường như này mà trong người ảnh cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi và cũng đau nhất hết á. Thì dĩ nhiên là một lúc đó mình đang rất là nổi tiếng và mình đang làm việc, cái công việc của mình nó đang tạo ra thu nhập cho mình rất là nhiều, và thu nhập đó mình có thể mình lo cho bản thân mình và lo cho cả gia đình của mình, thì tự nhiên tất cả mọi thứ đều rớt xuống một cách gọi là mất hết tất cả mọi thứ. Mình không đi làm được rồi, mình phải tốn chi phí để tìm hướng cách chữa trị mà cũng không dứt điểm được, không hết được. Thì mình cảm thấy rất là hụt hẫng, và mình nhiều lần như vậy đó, nhưng mà chỉ có một cái sự tự động viên cho mình thôi. Mình tự động viên mình nói là cuộc đời mình còn trẻ, chắc không đến nỗi là phải ngưng hát đâu, và không đến nỗi là phải bỏ luôn sự nghiệp đâu. Thôi cứ cố gắng nha. Mỗi lần như vậy thì mình vượt qua được, mình đỡ bệnh được chút xíu, cái bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, rồi xong rồi bị tái lại, xong rồi đứng lên lại, rồi bị nữa. Nhiều lần như vậy nó cho mình gọi là một cái khoảng thời gian để mình giống như tôi luyện mình vậy đó. Nhưng mà ở tới thời điểm này thì Phúc mới cảm thấy là mình quá may mắn khi mà những người khác mà bị giống như Phúc đó là họ đều bị gọi là rất là nặng, là có thể là liệt hoặc là tử vong hết, nhưng mà mình thì lại cố gắng vượt dậy được. Xong rồi tới thời điểm may mắn để mình tìm được một cái phương pháp, một cách chữa trị để mà cho tới bây giờ Phúc đã hồi phục hoàn toàn hẳn 100% cái sức khỏe của mình, để gây dựng lại được sự nghiệp và gây dựng lại được cái danh tiếng của mình bây giờ. Thì mình cảm thấy là mình cũng còn khá may mắn. Hồi đấy thực sự là có anh nhớ là có anh có đến thăm ở trong bệnh viện Chợ Rẫy nhỉ, thấy anh ấy xanh xao tiểu tụy. Bản thân của anh có một cảm nhận là mình chỉ cảm thấy thương thôi, tức là giống như là cái sự động viên tinh thần là một, mà mình có thể đặt cái vị trí của mình ở anh Phúc lúc đấy thì mình cảm thấy là trời ơi, đang sự nghiệp đang đỉnh cao, mọi thứ dừng lại về bệnh tật, về sức khỏe. Lúc đấy thì thực sự của anh dễ bị xúc động bởi những cái câu chuyện, cái hoàn cảnh của người khác lắm, không chỉ những người thân bên cạnh mình mà kể cả ở đâu cũng như thế, mà lại rơi vào đúng một cái người anh của mình á. Thì thực sự ở đấy nó thật là anh Huy bên cạnh anh chia sẻ nhiều hơn, đàn ông với nhau nói chuyện với nhau dễ hơn, nhưng mà ở góc độ của anh á, của anh chỉ biết là ok, cầu chúc làm sao để mau sớm thực sự mổ xẻ hay cái thứ mà anh bị mấy lần cơ. Anh mổ nội soi rồi anh còn mổ hở rồi anh tới đi lôi, mà giống như trong một cái bộ dạng nào nếu mà lúc mà không phải nằm viện á thì phải đeo một cái nẹp, xong rồi ngồi ở trên xe trong một cái tư thế nó rất là không thoải mái. Và tuổi đời còn trẻ như vậy, mình nghĩ là trời ơi, tương lai của anh thế nào, trong khi sự nghiệp của anh ấy đang phất phới như vậy, mà tự dưng vướng vào một cái căn bệnh như vậy rồi không biết làm sao. Và ngay cả gia đình của Quỳnh Anh cũng thế, khi mà thấy được anh Phúc bị như vậy, mọi người cũng hỏi thăm rất là nhiều,
bảo là cố gắng làm sao động viên thôi để mà vượt qua được. Và chính anh Phúc, tôi nghĩ rằng là chính cái ý chí và cái nghị lực của anh đã giúp đỡ cho anh ấy vượt qua cái chuyện đó, chứ còn không phải là ai khác. Khi cái thời điểm mà chị Quỳnh Anh tạm lui về hậu trường đó, thì em có nhớ một lần anh Phúc tham gia chương trình Saturday Radio, thì anh Phúc có gọi điện cho chị Quỳnh Anh để song ca qua điện thoại. Mà cái đó hình như là vẫn còn là trước khi mà anh chị chính thức tái hợp song ca trong cái live show tái sinh. Nó giống như là một cái buổi tình cờ thôi. Đúng rồi. Em nhớ là chị đang chăm em bé. Đúng rồi, đang bế con luôn. Gọi là cái cảm xúc của chị xúc động như thế nào khi mà kiểu rất là nhiều năm rồi mà cái người bạn cũ này lại song ca lại với bạn. Cái khúc đầu tiên mà mình đã được song ca bên ấy, mà một thời gian là cả hai cũng ít có kết hợp, không còn kết hợp với nhau. Nó giống như là một cái sân khấu đặc biệt qua điện thoại. Đúng rồi đó. Mà sau này khi mà lên sóng rồi, cái video đấy cũng được rất là nhiều người xem. Thì thực sự là gì? Quỳnh Anh lúc đấy cũng không đi hát nhiều. Mà như cũng như mọi người thấy đó, cuộc điện thoại hôm đó là bất ngờ và ở trong một cái tình huống là trực tiếp, cho nên là chắc chắn là không có một cái sự chuẩn bị nào. Mọi người đều thấy được rằng là anh Phúc gọi cho Quỳnh Anh bằng một cách rất là tự nhiên, và khi mà anh trao đổi với anh thì cũng rất là tự nhiên. Và anh yêu cầu hát thì ok, em bế con em vẫn hát. Thì mọi người thấy được rằng là cái tình thân đó của hai anh em đó, lúc nào nó giống như là cũng sẵn sàng hết á, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, cần là có mặt, không có ái ngại điều gì. Và cái video mà được nhiều người xem như vậy cũng chứng minh cho một điều rằng là khán giả lúc nào cũng bên cạnh của anh và anh Phúc cả. Và của anh nghĩ rằng là tại sao nhờ mọi người trông đợi cái sự xuất hiện của anh em mình như thế, thì tại sao mình lại không làm? Không làm đúng không? Tại sao lại không có sự kết hợp? Chúng ta còn rất trẻ, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để có thể làm những điều chúng ta muốn. Thì không có lý do gì cả mà không tái hợp lại với nhau. Lúc đấy của anh chưa có sẵn sàng cho cái công việc quay trở lại với ca hát. Nhưng mà đến khi mà mình có một cái định hướng rằng là mình sẽ quay trở lại với nghề ca hát rồi, thì luôn luôn trong đầu cái người mà của anh nghĩ là sẽ xuất hiện chung và hát chung song ca với nhau luôn là anh Phúc. Bởi vì thực sự rất khó để tìm một người bạn diễn ăn ý, hiểu ý và có thể phối hợp một cách là rất là hợp dơ với nhau trên sân khấu, rất là khó. Nói anh Phúc là người mà gọi là kéo chị trở lại sân khấu một cách chính thức nhờ cái live show tái sinh đó thì có đúng không? Đúng. Anh không biết điều này. Và nhưng thực sự là gì? Em nhớ như in là trong cái live show á, cái đặc biệt ở chỗ là anh chọn cái địa điểm tổ chức lại chính là ở Hà Nội, là quê của người anh nữa. Cho nên là cái cảm giác mà mình đã quá lâu rồi, mình được giống như là một con cá gặp nước vậy đó. Tớ bước vô một cái khán phòng mà tại vì quý anh đứng theo dõi chương trình từ đầu đến cuối, quý anh thấy được là khán giả họ hát theo từ bài đầu tiên, và mình cũng nôn nóng để bước ra sân khấu để có thể là biểu diễn. Bởi mình vừa nhớ cái cảm giác với khán giả, mình cũng cảm giác như là đây một cái buổi mà mình quay trở về gặp lại tất cả những gương mặt thân quen với mình ấy. Mọi người hát theo này, và trong chương trình chỉ được hát ít thôi, quý anh ước gì được hát nhiều hơn. Và đến lúc mà quý anh tranh thủ xin phép anh Phúc để có thể hát một cái đoạn trong cái bài Càng Xa Càng Nhớ, và mọi người cũng ở dưới cũng hát theo, mọi người cũng khóc và mình cũng xúc động theo, thì thực sự đấy là một cái điều mà quý anh thôi thúc hơn nữa rằng là đây mới là cái nơi mà mình cảm thấy mình được hạnh phúc nhất. Không có lý do gì mà mình không quay trở lại với nghề hát. Đó là cảm nhận của Quỳnh Anh thôi. Còn đối với Phúc á, thì Phúc có một cái là cái tính á, là luôn trân trọng và tôn trọng những người nghệ sĩ, những người đồng nghiệp, và nhất là những người em của mình á. Thì khi Phúc ngỏ lời mời á, Phúc không nghĩ là mình giúp đỡ hay là gì đâu, mà mình cũng trân trọng là mình mời đàng hoàng, mình mời một người giống như mời một người ca sĩ vậy đó, mình mời một người nghệ sĩ, mời một người ca sĩ tham gia chung với mình, đồng hành chung dự án của mình. Thì lúc nào trong đầu của Phúc là khi mà có những dự án thì mình vẫn nghĩ những người thân với mình trước chứ, những người mà đã có nhiều cái tình cảm, nhiều cái gắn bó trong sự nghiệp âm nhạc của mình thì mình vẫn đưa lên hàng đầu. Thì lúc đó Phúc vẫn trân trọng, rất là trân trọng mời Quỳnh Anh và mời Thu Thủy, hoặc là mời như cả nhóm HAT. Lúc đó mình cũng dự định trong đầu mời cả nhóm HAT thì quá đẹp, nhưng mà lại thiếu một thành viên, thì Phúc vẫn trân trọng mời Thu Thủy và trân trọng mời Quỳnh Anh giống như là một người bạn đồng nghiệp mà mình tôn trọng trình diễn trên sân khấu, thế thôi. Thậu Quỳnh Anh thời điểm đó vẫn bảo vệ quan điểm là mình chưa muốn trở lại sân khấu, thì làm sao mà anh thuyết phục được
Đó thì đó cái là đó là lý do mà Phúc nghĩ là tình thân với nhau là ở chỗ đó. Mặc dù là Quỳnh Anh không có cái ý định là xuất hiện trở lại, nhưng mà khi Phúc cần thì Quỳnh Anh cũng sẽ gọi là sẵn sàng chiến đấu trên mặt một trận. Cái khoảng thời gian trước đấy á, thì đúng là mình cũng có những cái quan điểm là, thật ra quan điểm nó chỉ nằm ở cái hướng là bản thân cảm giác là chưa phải cái thời điểm thích hợp. Bởi vì Quỳnh Anh là một cái người tương đối là nguyên tắc trong chuyện đó. Không phải là mình cứ dễ dãi bản thân mình và chiều theo cái mong muốn của bản thân mà mình vứt bỏ đi tất cả những cái xung quanh hiện giờ đang có trong cuộc sống của mình, đó là những công việc. Thì Quỳnh có một cái lộ trình rất là rõ ràng ở trong lòng mình á, là mình nghĩ là thôi được, cho đến khi mọi sự nó đâu ra đó ổn định thì mình sẽ dành cho mình cái niềm đam mê lớn nhất, phải nói là lớn nhất. Anh Phúc khi mà đặt ra một cái lời mời dành cho sự xuất hiện trong live show á, Quỳnh cũng hơi khựng một tí xíu. Bởi vì giống như đối với mình á, khi mà mình đã diễn rồi thì mình muốn được diễn hoài. Giống như sự xuất hiện nó phải đều đặn và liên tục. Mình không có muốn là mình cứ xuất hiện xong rồi mình lại ngưng và xuất hiện xong lại ngưng, mà cái điều đó nó xảy ra trong cái sự nghiệp của Quỳnh Anh rất là nhiều năm như thế rồi. Thế nhưng mà đã gọi là một người anh, họ ngỏ ý như vậy là thực sự là không thể từ chối được. Và Quỳnh Anh có nhớ là anh nói với anh Phúc là ưng Hoàng Phúc gọi là Phạm Quỳnh Anh phải có mặt, vậy thôi, không nói nhiều. Và cho đến khi mà quay trở lại chương trình với cái không khí thân thương như thế, khán giả ủng hộ như thế, thì thực sự đấy là cái sự thèm khát của một nghệ sĩ muốn được chứng tỏ bản thân mình và muốn được ở bên cạnh khán giả. Và sau đó là chị quyết định là sẽ lên một cái đường hướng để cho mình có thể không sử dụng. Sau đấy thì Quỳnh Anh suy nghĩ nhiều hơn đến việc đó và cũng có ra những cái kế hoạch để mình sắp xếp mọi thứ quay trở lại với khán giả của mình. Anh Hưng Phúc có từng nói là chị Phạm Quỳnh Anh là bạn diễn ăn ý nhất của anh, mà các thế hệ sau anh gọi là không tìm được ăn ý hơn. Thì theo anh thì ở Phạm Quỳnh Anh có gì trong âm nhạc mà đến mức mà anh phải nói với anh? Quỳnh Anh thì Phúc nghĩ là một trong những người nghệ sĩ rất là tinh tế. Có một cái cảm thụ về âm nhạc nó cũng cao. Cũng rất là khó chịu đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Khó tính, anh là khó tính. Chịu, anh là khó tính. Ok, khó tính, rất là khó tính trong âm nhạc. Nên là làm việc với một người như vậy thì chắc chắn với một người khó tính thì những sản phẩm ra nó đều mang một cái chất lượng nhất có thể. Nên là vì lý do đó mà Phúc, lúc nào Phúc cũng nói là Phúc khi làm việc với Quỳnh Anh, Phúc cũng an tâm. An tâm ở chỗ là cả hai đều có những cái sự chu đáo, chỉnh chu. Có thể thì chắc chắn là một sản phẩm ra mắt thì nó sẽ mang một cái chất lượng nhất định. Vì lý do đó mà Phúc rất là tin tưởng ở cô bạn này. Khi mà mình song ca trên sân khấu tình tướng như vậy á, thì khán giả cứ gán ghép mình là một đôi tình nhân trên sân khấu thì gọi là cứ cái chuyện đó là chuyện cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Đó là đã thành công rồi đó, khi mà mình trình diễn ở trên sân khấu mà mình tạo cho khán giả cảm thấy là ô, cặp đôi này quá hợp, cặp đôi này quá ăn ý, cặp đôi này trình diễn giống như là tình nhân, thì đó là sự thành công. Thực ra thì không phải là giống như là như nào nhỉ, phải gọi nói là người tình trong sân khấu à, trên sân khấu à, thì hai anh em có được điều đó, hiểu ý nhau, mà đôi khi chỉ cần là một cái ánh mắt thôi cũng để biết là cái đoạn sau là sẽ như thế nào rồi, không cần phải nói nhiều. Mà nó không phải là sự quen thuộc mà là làm nhiều ngày rồi quen, mà Quỳnh Anh rõ ràng là ở giữa Quỳnh Anh và anh Phúc có một cái hiểu ý nhau mà nó khó giải thích lắm. Và rất là nhiều những cái người khán giả cũng không chỉ là nghi ngờ mà họ còn lại còn mong muốn rằng là tại sao hai người không làm một đôi ở ngoài đời sống. Nhưng mà đấy, quay trở lại thì đôi khi trong cuộc đời mình, những cái người xuất hiện bên cạnh mình không cần phải là lúc nào cũng là một cái tình cảm như tình yêu, mà họ luôn luôn là chỉ cần hiểu mình này, ăn ý với mình, cùng nhau tạo nên những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống này, trở thành một tri kỷ, như vậy là đủ lắm rồi. Cái MV Điều Gì Đến Sẽ Đến là sản phẩm thứ song ca thứ hai mà có MV của anh chị, không phải là sau 14 năm mới có được một MV như vậy. Thì
cái áp lực của mình khi mà làm cái sản phẩm này nó như thế nào, về cả về âm nhạc, kiểu mình có phải là lo lắng quá về cái màu âm nhạc nó sẽ bị cũ so với cái thị trường hiện đại mà các bạn trẻ đã ra những sản phẩm nó hiện đại hơn hay không, và cả về cái nội dung hình ảnh MV mình cũng làm nó khá là đơn giản so với những sản phẩm nhạc khác trên thị trường nó có câu chuyện, thì anh chị cảm thấy áp lực như thế nào khi mà ra sản phẩm này? Cho em nói đi ha. Okay. Bởi vì là Quế Anh là một cái người đưa ra cái lời mời cho anh Phúc, và mọi thứ nó nằm ở trong đầu của anh từ khi trước khi mà làm dự án này. Cho nên là về ca khúc mà nói thì Quế Anh nghĩ rằng là đây là một ca khúc mà phù hợp với bản thân Quỳnh Anh và anh Phúc, cũng giống như là phù hợp với những cái lứa khán giả đã yêu thương hai người từ rất là lâu rồi. Nếu bây giờ chọn một bản nhạc mà quá trẻ, chưa chắc họ đã yêu thích như thế. Cộng với việc là khi mà đến với một cái bài nhạc như vậy, bản thân Quỳnh Anh cũng rất là nỗ lực trong việc là thay đổi bản phối. Bởi vì thực sự là đây là một bản phối mà gần như là mình hát với một cái phong cách hòa âm theo kiểu Hàn Quốc, và có sử dụng là dàn giao hưởng trong đấy nữa, dàn dây các thứ. Thì bản thân Quỳnh Anh cũng nghĩ rằng là một cách để mình có thể hòa nhập hơn, tiến gần hơn so với cái xu thế mà về hòa âm phối khí của thời hiện tại rồi. Còn về việc mà tại sao lại chọn một concept ở trong studio để mà có thể diễn tả được cái tâm trạng của hai người, Quỳnh Anh muốn được rằng là nếu như mà vẽ một câu chuyện mà để xuất hiện là ở ngoài một cái bối cảnh ngoài trời, sau đó đóng như là một đôi tình nhân rồi như thế nào đấy, thì Quỳnh Anh nghĩ không phù hợp bằng việc là với bài hát này á, chúng ta xuất hiện ở trong một cái không gian là một cái studio và hai người ngồi đối thoại với nhau bằng một cách trưởng thành nhất. Giống như là thay vì là những đôi tình nhân mà xảy ra những vấn đề gì trong cuộc sống thì thường hay to tiếng, thì Quỳnh Anh cũng muốn có một cái thông điệp ấy đến với tất cả những cái người mà đang yêu nhau á, không cứ là có vấn đề thì phải quạo, phải làm cho lớn chuyện lên, mà chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh đối thoại, cho dù cái kết cục của cuộc tình đó chưa chắc đã có thể hàn gắn lại. Thì Quỳnh Anh mong rằng là với phiên bản cũ, Nếu Tôi Còn Yêu Nhau là một cái phiên bản mà cãi lộn ngoài sân khấu, thì bây giờ mọi người nhìn thấy Quỳnh Anh và anh Hoàng Phúc sau rất là nhiều năm gặp lại, một cặp đôi trưởng thành, rất là chín chắn trong biểu cảm, cảm xúc và cách hát, cách xử lý. Và thêm một điều nữa là Quỳnh Anh khẳng định luôn, nếu mà làm cái gì đó mà hợp với xu hướng bây giờ, chưa chắc khán giả đã yêu thích Quỳnh Anh và anh Phúc như vậy. Và cũng nên nghe anh Phúc chia sẻ về điều này, bởi vì thực sự anh cũng sẽ có những cảm nhận riêng. Phúc thì Phúc cảm thấy bây giờ mình đã trưởng thành nhiều, mình đã chín chắn. Ai cũng có gia đình và ai cũng có gọi là đã có một cái giai đoạn trải qua những cái chuyện tình cảm trong cuộc sống, nên là cái sự xử lý trong bài hát hoặc là xử lý trong những cái cách diễn của mình nó phải là một người khá sâu sắc, và như vậy thì nó mới phù hợp được tính cách của Phúc với lại tính cách của Quỳnh Anh, cũng là những người rất là sâu sắc trong âm nhạc. Nhìn cái hình ảnh của mình khi mà lên MV trong cái sản phẩm này, mà so với cái thời mà ngày xưa mà mình còn trẻ mình làm nhiều sản phẩm với nhau, thì cái cảm xúc của anh chị nó khác như thế nào? Kiểu mình cứ chọc mình là ồ, thì ra là mình đã đi đến giai đoạn này, mình đã đi đến 14 năm về sau rồi, và nó có những đổi khác như thế nào, thì anh chị cảm nhận như thế nào? Đổi khác chứ, mười mấy năm thì thay đổi rất là nhiều. Lúc trước thì thí dụ như nhìn vào cái video clip cũ thì giống như là có đôi bạn trẻ nào đó mà mới yêu, mà kiểu giận hờn, bồng bột lắm, nông nổi lắm. Còn bây giờ thì là một cái đôi tình nhân đã có cái khoảng thời gian lâu dài trong cái chuyện tình cảm rồi, thì khi mà có những chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng gọi là có nên có những cái lời lẽ hay là hành xử nó có một cái đúng sự rồi. Đó nó sâu lắng hơn. Với cả thực sự nếu mà nói về hình ảnh mà nói thì cái video Nếu Tôi Còn Yêu Nhau nó có mang một cái giá trị về thời gian, nhưng mà để mà xem thì chắc bây giờ tự tin xem cái này hơn, vì xem cái hồi xưa nhìn nó hằn học quá thật sự. Ông Quỳnh Anh cảm thấy là về hình ảnh mà nói thì thực sự Quỳnh Anh rất là hài lòng khi mà thực hiện MV này. Chúng ta đối với âm nhạc á, đừng có mong chờ một cái gì đó nó quá cao siêu, chỉ cần cái cảm xúc khi mà mình xem, mình nghe,
nó chạm đến trái tim của mình và chia sẻ được với mình. Thì đó là cái điều hay nhất và tuyệt vời nhất mà âm nhạc mang lại. Quế Anh luôn luôn có quan điểm như vậy. Quế Anh không nghĩ rằng là phải làm gì cho nó hoành tráng, nó cao siêu mà khán giả lại không cảm nhận được thì thật sự là nó quá là mất công. Nhưng Quế Anh luôn luôn là đó, Quế Anh luôn luôn là khi mà làm tất cả những sản phẩm âm nhạc của mình, Quế Anh đều đặt yếu tố cảm xúc lên hàng đầu. Cho một bài nhạc mà mình có cho một cái bản phối mới, hợp thời, màu nhạc R&B hay cái gì, nhưng mà mình nghe mình cảm thấy không feel được, không có cảm xúc được, thì chắc chắn là kể cả anh cũng có mua bài rồi, hoặc là có phối rồi và chuẩn bị ra mắt ấy, của anh cũng sẽ dừng lại. Bởi vì thấy nó không, giống như mình mặc một chiếc áo nó không có phù hợp với mình. Anh thấy chất liệu âm nhạc á, thì hợp thời thì chắc chắn chất liệu âm nhạc nào cũng hợp thời hết. Pop ballad cũng là một cái dòng nhạc rất là hợp thời và rất là hiện đại. Chỉ cần mình xử lý làm sao về phần hòa âm phối khí hoặc là những cái sound mà mình chọn nó cập nhật, gọi là, nó cập nhật, update đúng thời điểm thì nó vẫn là một ca khúc rất là hợp với lại thị trường âm nhạc. Tại vì cả thế giới bây giờ, thế giới người ta vẫn đang hát pop ballad mà, chứ đâu phải là người ta không hát đâu. Lúc mà quay cái MV này hai anh chị có bảo nhau gì về diễn xuất làm sao cho nó ăn rơ hay là nó như thế nào? Ôi thật sự là cái không đó là đấy. Tự nhiên rồi đấy. Không đấy, hoàn toàn là không phải dặn cái gì cả đâu. Giống như là cả hai cùng nghe cái bản nhạc này, cùng có một cái cảm nhận mà rất may của anh nghĩ rằng là cảm nhận khá là phù hợp, có một điểm chung. Để mà khi mà ngồi vô một cái khung hình á, nó không có cái sự lệch lạc về cảm xúc. Anh Phúc cũng rất điềm tĩnh và Quỳnh Anh cũng vậy. Và đó thể hiện một điều rằng là khi chúng ta lắng nghe một bản nhạc, chúng ta có một cái điểm chung về tâm hồn, cách suy nghĩ và cái cảm xúc. Chứ còn nếu như mà ông liếc Tây bà liếc Đông thì chắc chắn là nó sẽ không ra một sản phẩm chất lượng và cảm xúc đến như thế này. Phạm Quỳnh Anh cũng đã từng tạm ngưng trong âm nhạc một thời gian dài, nhưng mà khi mà Phạm Quỳnh Anh trở lại như thế này và Ân Phúc khi mà kết hợp Phạm Quỳnh Anh làm sản phẩm như thế này, thì anh thấy cái cách làm việc và cái nhiệt huyết cũng như là cái chất lượng mà làm việc với Phạm Quỳnh Anh như thế nào? Thấy chứ, mình thấy cái sự thay đổi chứ, mình thấy cái sự khác biệt. Ở Quỳnh Anh bây giờ thì dĩ nhiên là cái độ chín mùi đã bắt đầu có rồi, chín chắn hơn rất là nhiều, từ trong cách suy nghĩ và trong cách làm việc. Ngay cả trong giọng hát cũng vậy, giọng hát cũng đã chín mùi. Hát về nhận xét của Phúc, về cái mức độ mà gọi là chuyên môn của Phúc thì giọng hát bắt đầu có cái độ sâu lắng. Hát từng chữ, từng lời nó đặt cái tình cảm và đặt cái sự sâu sắc vào trong đó rất là nhiều. Và có thể là tâm tư tình cảm thôi. Mỗi một giai đoạn thì có một cái sự thay đổi, nhưng mà Phúc thấy là Quỳnh Anh thay đổi rất là tốt, thay đổi tích cực và thay đổi hay. Và có nghĩa rằng là bản thân phải bầm dập lắm thì mới có thể thay đổi như thế. Trước đây mà nghe Quỳnh Anh hát là giọng vẫn còn điệu lắm nha, bây giờ thì khác rồi. Đúng là anh Phúc nói đúng á. Ngay cả bây giờ á, của anh nghe lại những bản nhạc cũ á, không hài lòng. Mình cảm thấy hồi đấy mình cái cách thể hiện nó nông cạn quá, nó ngây thơ, nó vô tư. Và thực sự những cái bài hát mà ballad buồn mà chia sẻ với khán giả, nó phải thực sự là phải có đủ cái sự trải nghiệm và đong đầy về cái kinh nghiệm và cái vốn sống và cái sự vấp ngã, cái sự đau khổ thì nó mới thực sự chạm đến khán giả được. Mà rất may ngày xưa khi những các khúc đấy ra đời á, Quỳnh cũng vẫn nhận được cái sự ủng hộ của khán giả. Nhưng cho đến bây giờ khi mà đi diễn trở lại á, vẫn là những ca khúc đấy Quỳnh hát với một cái tâm trạng khác, một cái sự trải nghiệm khác. Và bản thân mình thấy rõ được là khi mà Quỳnh làm thực hiện một cái album cover lại tất cả những bản hit cũ, Quỳnh thấy Quỳnh thích nghe. Còn những bản ngày xưa thực sự là đúng, xin nhắc lại tất cả những bản ngày xưa có cái giá trị của thời gian, nhưng mà Quỳnh không thích nghe bằng những bản bây giờ. Mình thấy bây giờ mình đủ cái cảm xúc, sự trải nghiệm để có thể thể hiện đúng nhất cái ý nghĩa của bài hát đó. Cho nên bây giờ những cái bản nhạc như là Không đau về quá đau hay là Một bên vào mắt, đi đến đâu khán giả cũng khóc. Có thể họ khóc vì họ nhập tâm vô lời bài hát theo mình, và có thể họ nhớ lại những cái kỷ niệm xưa của họ, hoặc cũng có thể là tâm trạng lúc đó của họ đang buồn. Nhưng mình cũng thường bị xúc động theo khán giả. Cái việc mà Ân Hạnh Phúc và Phạm Quỳnh Anh là hai ca sĩ đều gọi là ngày xưa đều gọi là có liên hoàn hit. Liên hoàn. Cái điều đó trong quá khứ nó tạo cái áp lực lớn như thế nào cho anh chị khi mà cả hai đều trở lại trong âm nhạc và
và đồng thời là cái yêu cầu mà khán giả trẻ và những người mà có chuyên môn nhạc, người ta trẻ trẻ công tí, người ta cứ áp lên anh chị là phải làm những cái mới, phải làm những cái giá trị được như là những sản phẩm bây giờ, thì anh chị áp lực như thế nào sao? Không có áp lực đâu, mình làm những gì mà phù hợp với mình thôi. Có thể là bắt Tường Phúc và Phạm Quỳnh Anh làm những cái mới để cho nó giống như giới trẻ bây giờ, nhưng mà nó không hay thì nó cũng vậy thôi. Nên là Phúc cần cái gì, cần một cái bài hát mà có thể là mang đến một cái giá trị về sự sâu sắc, hay là mang một cái thông điệp gì đó nó đúng đắn với lại bài hát, và anh em đã truyền tải đúng những cái tình cảm mà bài hát đang nói, hoặc là lời trong bài hát ca khúc nó đang nói về điều gì, thì mình cố gắng mình thể hiện hết những cái cảm xúc ở trong đó, đó là để đủ làm nên một bài hát chạm đến trái tim của khán giả. Chứ nhiều khi mà mình lựa một cái bài hát mà nó mang một cái tính thị trường gì đó giải trí cho nó phù hợp với lại hiện tại, thì nhiều khi nó không phù hợp với lại hai anh em, nó không phù hợp với lứa tuổi, và nó không phù hợp với lại hình ảnh, và không phù hợp với tính cách, thì nó cũng sẽ là một bài gọi là không chạm đến khán giả, không chạm đến trái tim. Thực sự thì khi nghệ sĩ chọn bài á, cũng giống như là khán giả họ chọn bài hát để nghe á. Giữa một cái vườn hoa với rất nhiều những cái màu sắc khác nhau về âm nhạc mà nói, thì khán giả họ sẽ chọn cái điều gì phù hợp với họ, và nghệ sĩ cũng sẽ chọn những bài hát nào phù hợp để mà thể hiện. Có thể ngay bây giờ Quỳnh và anh Phúc chỉ có thể cảm được những bài hát mà nó mang tính chất là chia sẻ và sâu sắc như thế này thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đấy, khi mà bản thân tư duy của anh em mình lại thay đổi, thì mình có thể lại hát những bài hát phù hợp theo kiểu khác, chưa biết được, Quỳnh chưa nói trước được điều gì. Nhưng cũng giống như là trong một vườn hoa có quá nhiều những bông hoa để chọn, thì có thể những đối tượng khán giả khác họ sẽ chọn đến những cái gì phù hợp với họ. Nhưng có một lớp khán giả luôn trung thành, là họ trong sâu thẳm con người họ, họ luôn có những cái sự chân thành, sự sâu sắc trong cảm xúc, thì bao giờ họ cũng vẫn rất yêu mến Phạm Quỳnh Anh và ông Hoàng Phúc. Thì đó là một cái điều mà mình nghĩ rằng nếu cái giá trị cốt lõi của hai anh em nằm ở điều đó, thì chúng ta hãy phát huy điều đó để ở bên cạnh những người khán giả thân thương của mình nào giờ. Còn nếu như mình làm khác đi, chưa chắc những người khán giả đấy họ đã hài lòng. Mà tự dưng mình lại giống như kiểu như là yêu thì yêu trung thành, mà tự dưng mình thay đổi tính nết á, thì chưa chắc họ đã yêu mình. Nói quay lại một chút về tình bạn của anh chị á, thì kiểu mà người ta nói là tình bạn thật sự ở trong showbiz nó không có nhiều, thì làm sao mà anh chị gọi là giữ được một cái tình bạn mà trong trẻ cũng mà nó vừa là công việc mà vừa là tình bạn, không vụ lợi, không bất cứ một cái gì hết? Cái đó là Phúc nghĩ nó là cái mối lương duyên của những con người với nhau thôi, và thời gian nó trả lời cho việc đó. Qua mười mấy năm thì vẫn giữ được cái mối quan hệ đó, thì nó đã trả lời cho cái mối lương duyên đó rồi. Chứ bởi vì bản thân mà khi hai anh em hồi xưa đến giờ chơi với nhau đâu bao giờ có nghĩ là lợi dụng nhau cái gì, hoặc là có một cái mục đích gì riêng đâu. Mình chơi với nhau nào giờ là chân thành, thì bây giờ cũng vẫn là như thế, không có một cái suy nghĩ gì cá nhân trong đây cả. Nếu mà gọi là làm việc thì mình cũng có ý thức là làm sao để cả hai cùng được tỏa sáng, chứ không phải là chỉ là làm sáng cho anh hoặc làm sáng cho em, thì không có. Và cái độ dài về thời gian ấy trong một mối quan hệ nó đủ chứng minh cho thấy được rằng là chúng tôi đến với nhau lúc nào cũng chân thành, và một cái tình cảm tình thân thực sự, và lúc nào cũng sòng phẳng với nhau. Còn nếu như mà đến với nhau có một cái gì đó nó nhen nhóm, một cái sự lợi dụng hay là một cái gì đó nó khác đi một chút ấy, thì không bao giờ giữ được một mối quan hệ mười mấy năm, không bao giờ. Lời cuối cùng thì đối với anh Hoàng Phúc hoặc là đối với chị Phạm Quỳnh Anh, thì ngược lại mỗi người nhìn nhận người kia là một người bạn, một người đồng nghiệp như thế nào trong trong cái cuộc sống lúc này hiện tại của mình, không phải là cái cảm nhận từ ngày xưa là trong trẻo, mà hiện tại bây giờ mình cảm thấy cái người ấy như thế nào và muốn như thế nào với người kia? Đối với Phúc thì Phúc cảm nhận là Phúc muốn Quỳnh Anh bây giờ cô ấy đang xây dựng hình ảnh một ca sĩ mà đã trưởng thành và đi hát trở lại như vậy, thì Phúc cảm thấy là rất là phù hợp, rất là thích. Mình cũng thấy tính cách, những gì mà Quỳnh Anh đã tạo dựng
cho mình trong cái sự nghiệp âm nhạc thì Phúc thấy là cô ấy cũng đã đang đi đúng được. Và mình rất là tôn trọng, rất là trân trọng những cái gì mà cô ấy đang làm. Còn Quỳnh Anh thì thực sự mà nói là phải cảm ơn anh Phúc. Bởi vì trong những cái lúc mà mình cảm thấy, đương nhiên là một người mà đã lâu quá rồi không có một cái đời sống âm nhạc thường xuyên, thì mình quay trở lại mình còn rất nhiều những cái điều mà mình nghĩ là phải làm như thế nào, trăn trở và cũng có một chút áp lực. Nhưng mà bên cạnh mình luôn là một cái người mà một người anh lúc nào cũng cho mình cảm giác là bình yên ấy, tức là khi cần thì có mặt, luôn luôn ủng hộ, đứng đằng sau lưng mình và gần như là giúp đỡ mình trong cái khoảng thời gian mình khó khăn trong cái việc trở lại như thế. Thì không chỉ cảm ơn anh Phúc mà Quỳnh Anh cảm ơn cả Kim Cương là người vợ của anh, lúc nào cũng cho mình thấy được rằng là khi mình cần một cái vòng tay thì họ sẵn sàng ở đó để giúp đỡ mình, và Quỳnh Anh luôn luôn trân trọng mối quan hệ này. Lời cuối cùng, Phúc xin cảm ơn sự quan tâm cũng như là theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả đã luôn ủng hộ cho bước đường sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Phúc và Phạm Quỳnh Anh, và cũng mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho những sản phẩm tiếp theo sau này của hai anh em. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người theo dõi.